Hi, xin chào tất cả các bạn. Một mùa trung thu nữa lại sắp tới rồi. Hiện tại thì mình chắc chắn là đang có rất là nhiều người đang tìm kiếm các công thức tốt nhất để làm ra những chiếc bánh trung thu vừa ngon vừa đẹp mắt. Những chiếc bánh made by mình đó các bạn. Các bạn thấy này, phần vỏ bánh đẹp và vàng ươm. Phần nhân đậu xanh và vị trà xanh thì cực kỳ là thơm ngon. Để mình ăn thử một miếng nhé. Wow, vỏ bánh giòn ngọt vừa phải. Nhân bánh thì vừa thơm mùi đậu xanh lại vừa thơm mùi trà xanh đó các bạn. Nào, hãy cùng mình vào bếp để làm ra những chiếc bánh chất lượng, đẹp mắt mà lại an toàn nhé. Hãy vui trung thu cùng các em thiếu nhi nha các bạn. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trước tiên là nguyên liệu để làm phần nhân đậu xanh. Mình đã ngâm sẵn 150g đậu xanh bóc vỏ. Các bạn ngâm nước cho mình khoảng 2 tiếng với nước nóng, khoảng 15ml dầu ăn, 15g bột mì. Đường, 1 thìa cà phê muối, 1. Còn về phần vỏ bánh, mình sẽ dùng 120g bột mì, 2 quả trứng gà, 40ml nước đường. Phần nước đường này thì mình đã chia sẻ ở video cách làm rồi đó các bạn. Các bạn tham khảo theo link ở dưới nha. Và khoảng 10ml dầu ăn. Trước tiên thì đậu xanh mình sẽ đi nấu nha các bạn. Đậu chín như thế này là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi xay đậu. Cho đậu vào máy xay sinh tố. Đậu sau khi xay mình đổ ra chảo nè. Mình lọc qua rây để nhân đậu mịn hơn nha các bạn. Bật bếp lên, cho đường và muối vào luôn. Bây giờ mình sẽ đi xên nhân nha. Các bạn nhớ là cho lửa nhỏ, dùng môi xên đều tay nha. Các bạn đảo liên tục để nhân không bị cháy nữa nha. Bánh trung thu làm nhân là rất là mất thời gian đó các bạn. Thời gian xên nhân này mất khoảng gần 1 tiếng đồng hồ, mỏi tay lắm đó các bạn ạ. Vì mình phải đảo đều tay mà đảo liên tục á. Và phần dầu ăn mình sẽ chia thành 2 lần nha. Giờ mình sẽ đổ vào một nửa trước. Tiếp tục xên. Nhân bắt đầu đặc lại rồi đó các bạn. Mình sẽ cho tiếp dầu ăn vào. Các bạn cũng có thể chia thành 3 đến 4 lần nhé. Mình thấy rất là mỏi tay rồi đó các bạn. Có ai xên thay giúp mình được không ạ? Phần bột mì mình pha chút nước vào nha các bạn.
đảo đều và xen tiếp. Bây giờ thì nhân mình sẽ chia thành hai phần. Một nửa mình sẽ làm nhân trà xanh nha. Lúc nãy thì phần nguyên liệu mình quên mất. Các bạn chuẩn bị thêm một ít bột trà xanh nhé. Vất vả ghê gớm đó các bạn. Các bạn thấy thích thì nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Phần này mình xên đến khô như thế này là đạt rồi đó các bạn. Phần nhân không bị dính, kết lại và không bị chảy xệ. Ok, nửa nhân còn lại mình sẽ cho vào chảo. Mình hòa bột trà xanh với nước nóng rồi cho vào nha. Mình tiếp tục xên như lúc nãy. Phần nhân này như thế này là được rồi đó các bạn. Kết quả hỉ hụi gần 1 tiếng xên nhân của mình đó các bạn. Nhân có hai màu rất là đẹp mắt. Và giờ mỗi loại mình chia ra thành hai phần. Mình dùng tay để vo tròn lại nhé. Mình tiếp tục như vậy cho đến hết phần nhân nhé. Giờ mình sẽ đi làm phần vỏ. Trứng gà mình tách lấy lòng đỏ nha. Mình chỉ dùng một quả thôi. Quả trứng còn lại thì tí nữa mình sẽ để nướng bánh. Bát bột mì thì mình sẽ tạo một cái khoảng trống ở giữa để như thế này nhé. Cho một lòng đỏ trứng gà vào. Sẽ đổ phần nước đường vào luôn. Và mình dùng đũa để trộn đều bột. Mình gạt từng ít bột vào dần để dễ trộn hơn nha. Khi bột đã thấm đều như thế này, mình sẽ dùng tay để nhồi bột nhé. Mình sẽ nhồi khoảng 5 phút nha.
Bột sau khi nhồi mịn như thế này là đạt nha các bạn. Phần bột thì mình cũng chia thành 4 phần và vo tròn lại. Như vậy là mình đã có đủ 4 vỏ bánh và 4 nhân bánh rồi đó các bạn. Mình sẽ rải bột lên trên thớt. Nếu các bạn mà có cây cán bột á thì mình dùng nha. Còn mình không có thì mình cũng sẽ dùng cái ly này cũng được nhé. Mình cắn mỏng vỏ bánh ra. Các bạn nhớ là phải cắn đều vỏ nha. Cố gắng là càng đều tay thì càng tốt nhé. Giờ mình cho phần nhân vào giữa. Và dùng tay miết từ dưới lên trên để đảm bảo không có không khí ở trong bánh. Nếu mà có không khí còn dư lại ở trong bánh thì khi ta nướng thì nó sẽ bị phồng lên đó các bạn. Dùng tay túm và miết lại nha. Giờ mình vo tròn bánh lại nhé. Ở đây thì mình dùng khuôn lò xo là 100g nhé các bạn. Mình sẽ quét một lớp dầu ăn vào bên trong khuôn để không bị dính. Cho phần bánh vào trong. Sau đó mình sẽ đặt xuống thớt. Các bạn giữ chặt tay khuôn. Tay kia thì ấn mạnh tay cầm xuống. Giữ trong khoảng 5 giây rồi thả nha. Ấn xuống để lấy khuôn nha. Wow, vậy là mình đã được một cái bánh hình bông hoa hướng dương cực là xinh nha các bạn. Bánh rất là bóng mịn, đẹp mắt đó các bạn. Mình tiếp tục với cái bánh thứ hai nha. Mình cứ làm như thế đến khi nào hết bánh thì thôi nha các bạn. Xong rồi đó các bạn. Mình đã có 4 chiếc bánh trung thu rồi này. Giờ mình sẽ mang bánh đi nướng nhé. Các bạn nên bật nóng lò nướng trước ở 200 độ C trong khoảng 5 phút rồi mới cho bánh vào nhé. Lần 1 mình sẽ nướng bánh ở nhiệt độ là 180 độ C trong vòng 6 phút. Trong lúc mà chờ nướng bánh thì mình sẽ đi pha lòng đỏ trứng để quét lên mặt bánh nha. Mình lấy một lòng đỏ trứng gà, thêm một ít dầu ăn. Một ít mật ong. À,
mình khuấy đều để lòng đỏ trứng tan đều nha. Bánh sau khi nướng lần một nè các bạn, bánh bắt đầu khô lại rồi đó. Mình sẽ dùng chổi để quét một ít nước lên để bánh nhanh nguội và không bị khô. À, giờ mình sẽ để bánh khoảng 10 phút cho nguội nha. Nãy giờ thì mình cũng đã để được 10 phút rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ quét lòng đỏ trứng lên bánh. Các bạn nhớ là để ý mình sẽ quét nhẹ tay một lớp rất là mỏng thôi nha. Quét sâu vào các kẽ bánh nữa nha. Ok, giờ mình đi nướng bánh lần 2 nha. Bánh sau khi nướng lần 2 này các bạn, bánh đã bắt đầu có mùi rất là thơm. Và nhìn bánh đã vàng rồi này các bạn. Mình tiếp tục quy trình như lần 1 nhé. Quét nước và để nguội 10 phút. Sau đó quét lớp mỏng lòng đỏ trứng. Xong lại cho vào lò nướng nha. Mình lặp lại quá trình nướng khoảng 4 lần nha. Bánh của mình sau khi nướng lần 4 này các bạn, bánh đã chín và vàng ươm. Thơm nức luôn đó các bạn. Rất là thơm. Như vậy là mình đã hoàn thành quá trình làm bánh trung thu rồi đó các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh, có chuông để ủng hộ mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.